5 năm trước từng đẩy ra đường, còn khá trẻ nhưng Dwight McGney đang thi đấu chứng chặt ở ngoại hạng Anh, tỏa sáng trong màu áo Burnley mùa giải này. Được biết khi 14 tuổi, McGney đã phải cay đắng rời học viện MU do không đáp ứng được các yêu cầu về chuyên môn. Tuy nhiên sang Burnley, White McGney đã tiến bộ không ngừng và lọt vào mắt xanh của Johnzer sau vài màn trình diễn ấn tượng. Dù phía Burnley không muốn bán đi viên ngọc thô trong đội hình, nhưng nếu nhận được lời đề nghị 35 triệu bảng từ phía Quỷ Đỏ, họ có thể xem xét chuyển nhượng. Thực tế White Magney vẫn là fan ruột của MU và mong ước một ngày nào đó trở lại khoác trên mình chiếc áo đỏ tại sân Old Trafford. Sở trường của White Magney là bám biên phải, rồi rẽ bóng vào trung lộ kiến tạo hoặc tung ra những pha dứt điểm bất ngờ. Đây cũng là vị trí trọng yếu mà Son cần bổ sung nhân lực cho MU thời gian tới.